Ừ. Nào, thấy gì chưa? Xem điện thoại nhé. Giờ này nắp Lego lên tay nữa. Không. Chưa có hàng mới. Cái Lego Spiderman đó. Đâu? Dạ. Nó chết lắm rồi sao chứ? Lắp chưa? Chưa nào. Chưa lắp à? Này á, cái này ông tưởng lắp rồi. Lắp chưa? Ừ. Cái này lắp chưa? Chưa lắp. À thế à, chưa lắp thì mua. Chưa lắp. Bỏ cái mũ ra xem nào, nóng. Lúc nào đi thì lại độ nhá. Đâu? Cái nào không có bác sĩ nữa. Không có bác sĩ. Cái nào không có bác sĩ. Ừ, biết cẩn thận rơi mất. Đấy, nó chưa phần đấy. Có sách đâu. Tháo rơi nhá. Đấy, nó đã mang gì rồi đấy, chưa tính tiền à. Đáng rồi, bà này bà dạn lắm. Mấy tiền hai cái đấy? Mấy tiền nữa. Chắc xin cả bài nữa à, còn mũ nữa mà. Ô còn đặt đổi đó này, cái xe từ hồi chế là thoải mái nha. Tôi à, cái này, cái gì cơ, 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 cái này, cái g
như này hả? Đúng rồi. Cái này là đặt cái gì đấy? Ơ, đừng đi về. Nhảy như nào nhỉ? Nhảy như nào nhỉ? Bơi nhỉ? Đọc đi ông cha cho nào. Đọc cho nào. Tiếp tiếp đọc cho ông nghe cho nào. 1 2 3 4 5 6 7. Vừa đọc được chưa? Bơ đếm rồi, ai ngáy đi bơi. Ai ngáy đấy, ngáy như nào nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chợ đây, đi chợ đây. Giờ nào lên tầng 3, lên tầng 2. Chỗ đây, 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 đây. Không, chỗ này, quầy này của bà, quầy này của đồ này không ăn được. Đây rồi, để em ta hát gì hơi à? Đây rồi, hát gì hơi. Không phải cái đấy, không chơi nữa. Cái đấy không đúc nữa, rồi không mua đấy gì. Cái đấy thì cô kẹo vào rồi cô khuyến mại lấy thôi. Đây. Và cho cháu hai cái nữa. Mỗi cái bồng bầu. Cái đấy là kem. Đây là sô cô la. Cái này hết rồi con. Cái này hết rồi. Cái này bao tiền hai cái con? Nhìn vào Vinh hết rồi. Tôi ăn tạm, mai là mua tiếp. Có ăn cái này không? Tôi hay thích ăn thạch và mua cái này. Kẹo cho bác một chút. Ừ, cái đấy hết rồi, mai bà về rồi bà lên bà mua cho con một chút. Ờ. Mua cái đấy bà trả tiền nữa, không cần nữa. Hết rồi vẫn có một cái thôi. Cái ăn tạm. Hết rồi mà hết mua được rồi là được rồi lại còn hết. Chó gì? Chơi hẳn khủng long cho nó to. Không lo đi, hẳn màu đẹp. Chẳng biết bạn nào có cái áo đấy thì con trẻ ra để mặc nhờ, không biết. Có trắng tháo, con là màu khủng long vàng. Màu đấy hả bác? Không biết. Màu này là... À, đúng rồi. Màu này. Màu này. Màu này. Màu này. Màu này. Con to hả? À? Con thích cái này. Con to. Được. Tí. Ok. Chắc con in cả vào cánh áo ấy nhỉ? Đâu, vào ngực áo này. Con này bé. Đấy. Thôi, cái này. Ông vượt thế như là cháu. Đấy. Đỏ chưa? Cháu, chỉ cao. Đây, con này to đây.
gọi cái gì đấy hả? Ơi Thảo. Tí nữa bác cái kéo này con to. Cháu có mình chạy nó. Vâng, cháu phải muốn. Bác không có sao vào nhà cháu. Sao sao mà cô giống giống à? Giống giống, giống cái gì không? Giống 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 giống. Nào tiếp đây lấy con nào, lấy con nào. Cắn ngắn hả? Lấy con nào. Lấy con này sao con yêu? Lấy con màu vàng. Thằng này thì da này không phải kém màu mà. Da này nó quá dễ mặc. Chẳng qua màu đoạn hình nào. Cái đồng vàng, cái đồng vàng. Mặc thử tôi chết rồi. Giờ mặc áo dài. Lấy màu này hay lấy cái màu xanh xanh? Lấy màu này đi. Nói chung là những cái da màu này có thể màu nào. Xanh cho nó cũ quá. Rồi thứ bơ này cái nào? Bơ này là để đi cho mát. Rồi lấy bơ cho mát rồi và lấy cho tí nó vào mát. Mấy cái nào bác thích chọn con nào? Bác cái này là không bò. Bác thích chọn con nào? Ồ, khá vỡ kính đấy. Nào đứng quay lại đây. Đằng sau quay. Ông bỏ đầu. Này ông ơi. Ừ. Rồi, tem. Ok, cái tí thôi. Vô lá trầu quả cao. Không, 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 không,
Thôi đi lấy này cho gần. Là đi. Đi lấy kia. Ăn cái gì mà để đói? Vừa nãy có ăn bánh.